Ngon thì em ăn thêm đi này. Làm gì mà anh nhìn cô ta ghê thế? Ngon lắm, anh ăn thử đi. Em ăn đi. Đang ăn làm gì mà thất thần thế? Cô nào nhắn tin à? Em chỉ được cái nói bậy. Có em rồi thì làm gì có cô nào nữa. Mà không tin em thử đọc tin nhắn này mà xem. Thôi em chả dám đâu. Lộ bí mật gì của anh mắng em chết. Dạo này ông ấy rất hay thất hẹn với tao. Chả hiểu tại sao. Hay lại có đứa khác rồi? Không có chuyện đi đâu. Hôm trước có tin nhắn sợ tao giận còn cho tao xem cơ mà. Mà tao chả thèm xem. Đấy, vấn đề là ở chỗ mày không xem ý. Mày mắc mưu hắn rồi. Tao đảm bảo với mày, chiều nay hắn không đi làm đâu. Suốt ngày tiên đoán lung tung, y chang vụng quang ấy. Mày không tin tao thì thiệt thòi thôi. Có đại đi. Không phải thì xin lỗi. Tao với Nghê đã thuê phòng này. Đợi chị. Gọi cho em một lon nước yến. Có ngay. Tiếng con gái. Anh kìa em. Đây là chuyện của đàn bà. Tôi không nói chuyện với anh. Anh cút đi. Cút đi. Đừng làm thế em.